Việt Nam đã cùng 192 thành viên khác của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua nghị quyết yêu cầu 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an phải biện minh cho sự phủ quyết của họ. Nghị quyết này vốn được đề xuất lần đầu tiên cách nay hơn 2 năm, quy định Đại hội đồng sẽ được triệu tập trong vòng 10 ngày làm việc sau khi xảy ra phủ quyết ở Hội đồng Bảo an để tranh luận về hoàn cảnh mà quyền phủ quyết được đưa ra theo nội dung nghị quyết được AFP dẫn lại. Nghị quyết này được thông qua hôm 26 tháng 4 trong bối cảnh Nga, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, đã bị chỉ trích vì sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn Hội đồng Bảo an ra nghị quyết yêu cầu Moscow rút quân khỏi Ukraine. Trong số các nước đồng bảo trợ của nghị quyết có Ukraine, Nhật Bản và Đức, những nước hy vọng trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an một khi nó được mở rộng. Tuy nhiên, cả Nga và Trung Quốc đều không tham gia bảo trợ nghị quyết. Không rõ Việt Nam có tham gia bảo trợ cho nghị quyết này hay không. Tuy nhiên, trong 3 lần Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu gần đây nhất về cuộc chiến ở Ukraine, Hà Nội đã bỏ phiếu hoàn toàn theo lập trường của Bắc Kinh. Trong đó có 2 lần bỏ phiếu trắng cho các nghị quyết đòi Nga rút quân khỏi Ukraine và nghị quyết lên án Nga gây ra thảm họa nhân đạo ở Ukraine. Trong lần bỏ phiếu thứ 3, Việt Nam đã chống lại việc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Liên Xô cũ và nước Nga kế nhiệm đã phủ quyết nhiều nhất cho đến nay, tiếp theo là Mỹ.